hai chiếc xe của nhà máy San Tông đều có cùng một mức giá 25 triệu 500 ngàn đồng, bao gồm miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và được tặng kèm thêm rèm che mưa, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt. Hãy cùng Xin Minh Đức tìm hiểu nhé! Bên trái chính là chiếc xe M3, còn bên phải là chiếc xe X5. Cả hai chiếc xe này đều có động cơ là 1200W, cùng với đó là lốp xe là 300-8 và chứa được 5 bình ắc quy nha các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ cùng đi vào chi tiết xem là có sự khác biệt như thế nào. Với chiếc xe M3 thì chúng ta có thể thấy rằng là có một cái ngoại hình trông nó khá là nữ tính, nhẹ nhàng đúng không? Và thiết kế theo kiểu dáng tròn. Ví dụ như ở đây cái phần mái ở bên trên là kiểu vòm xuống như thế này. Tuy nhiên với chiếc xe X5 bên này thì sẽ là khỏe khoắn hơn một chút, cá tính hơn, phù hợp với các anh nam hoặc là những bạn nào thích cái sự mạnh mẽ. Đó, với cái phần thiết kế ở bên trên này thì kiểu vuông bức hơn này. Đó, được chưa ạ? Có một sự khác biệt rất lớn như vậy. Tiếp theo là ở phần yên xe. Với chiếc xe này thì cũng có thể chở được 3 người này, có ghế của trẻ em như thế này. Tuy nhiên thì sẽ không chia thành hai chiếc ghế mà là ghế đằng sau sẽ là ghế dài luôn và không có phần yên xe, cái phần tựa lưng ấy. Còn đối với chiếc xe bên này, chúng ta có thể nhìn thì tưởng là một ghế nhưng mà có thể tách ra được làm 3 luôn nhá. Cũng có ghế cho trẻ em ở đằng trước này. Đây, chúng ta có ghế cho người ngồi đằng sau, có yên tựa và tách ra như thế này. Và tôi thấy là ở đằng sau này thì thậm chí chúng ta có thể để cho hai em bé ngồi cũng được. Tức là bên này thì chắc là chỉ chở được 3 người tối đa thôi. Còn bên này thì sẽ chở được 2 người lớn, 1 trẻ em hoặc là 1 người lớn và tới 3 trẻ em luôn nha các bạn nhé. Tiếp theo, điểm giống nhau thì cả hai chiếc xe này đều có phanh chân. Tuy nhiên thì tôi thấy là hai chiếc xe này thì bên này sẽ là để chân rộng rãi hơn. Còn với chiếc xe M3 thì chỗ để chân hẹp hơn một chút thôi, nó cũng không đáng kể. Về phần hộc để đồ nhá, thì với chiếc xe M3 này thì phần hộc để đồ nó khá là rộng, sẽ đặt cả hai bên luôn, hộc để đồ đằng trước rộng và sâu. Bên này cũng có hai hộc để đồ nhưng lại là một hộc để đồ để đựng nước, còn một hộc để đồ nhỏ nhỏ bên dưới này. Thế đối với những ai mà có sở thích là lái xe lại thích uống nước, cà phê này thì có thể là sẽ thích chiếc xe này hơn. Còn với những ai thích một chiếc xe có phần hộc để đồ càng nhiều càng tốt thì đây sẽ là một lựa chọn ưu tiên nhé. Cũng nhân tiện nói đến cái phần hộc để đồ thì tôi sẽ nói luôn đến phần cốp xe. Đối với chiếc xe bên này thì các bạn ơi, chúng ta có tới hai chiếc cốp. Đây, đầu tiên là một chiếc cốp nhỏ xinh đằng sau này. Đó, cái dáng tròn tròn nó rất là yêu đúng không ạ? Phù hợp với kiểu phần vòm ở bên trên của chiếc mái này. Ở đây chúng ta có thể để được mũ bảo hiểm loại to luôn ý. Và nhiều thứ khác nữa. Hoặc là phần cốp ở bên dưới yên. Đó, tôi sẽ mở cốp cho các bạn. Đây, chúng ta vặn sang bên trái là chiếc cốp này sẽ mở ra. Cũng rất là sâu nha các bạn ơi. Đó, sâu cực kỳ luôn. Để được rất là nhiều đồ bên trong này. Đấy, những ai mà thích xe càng nhiều cốp càng tốt thì tôi thấy M3 là một sự lựa chọn ưu tiên nha. À, lại còn chưa kể đến là có cả cái móc để đồ ở đây nữa, treo túi nhỏ nhỏ đằng trước. Wow, tiện lợi nha. Đây nhá, một điểm hay ho nữa là ở đây còn có cả chỗ để chúng ta sạc được điện thoại này. Wow, xịn luôn nhá. 25.500.000 với một chiếc xe xịn sò như thế này, không còn gì để chê luôn. Còn ở đây thì chúng ta chỉ có một cái cốp thôi nhá. Đây, tôi sẽ thu vào cho các bạn này. Cốp đó sẽ nằm ẩn ở bên dưới phần yên xe to này. Rút chìa khóa ra và các bạn sẽ mở chiếc cốp. Đây. Chiếc cốp này chỉ có một cốp nhưng mà tôi thấy là cũng có thể để được mũ bảo hiểm mà. Và nhiều thứ khác nữa. Nói chung tương đối với những ai mà đi xe để đồ không quá nhiều thì đây cũng là sự lựa chọn rất là tốt. Đằng trước thì các bạn có thể thấy rằng là phần đèn cũng thiết kế rất là khác biệt đúng không? Nếu như chiếc xe M3 ở bên này, phần đèn sẽ là kiểu hình tròn đúng không ạ? Và chỉ có ở hai bên như này, đèn LED ban ngày thì sẽ là cái đèn ở viền của chiếc bóng. Đó. Thì ở bên này đối với chiếc xe X5 mang cái sự khỏe khoắn hơn thì phần đèn sẽ là kiểu trải dài ra hình kiểu chữ nhật nha. Ở đây chúng ta có đèn này, đèn để chiếu sáng này. Còn bên này sẽ là giải đèn LED ban ngày kiểu như thế này. Rõ ràng là mang một cái sự khỏe khoắn hơn thì đối với những anh, chú, các bác thì thích những cái chiếc xe khỏe khoắn như này. Còn đối với chiếc xe M3 thì sẽ làm sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các chị, các cô, các bà đúng không? Rất là trẻ trung, nhẹ nhàng, nữ tính, dễ thương. Và một điểm đặc biệt để chúng ta có thể nhận ra những chiếc xe San Tông chính hãng đó là gì ạ? Đó là trải dài chiếc xe từ đầu cho đến cuối thì có rất là nhiều logo. Các bạn có thể nhìn thấy trước hết là ở bên này chúng ta có logo ở đây. Chiếc xe M3 có logo đằng trước này. Còn vào bên trong thì cả hai chiếc xe đều có logo ở màn hình. À, nhân tiện nắm màn hình tôi sẽ nói luôn cho các bạn này, màn hình của chiếc xe này thì rộng hơn
to và chúng ta sẽ nhìn được rõ hơn. Còn màn hình bên này sẽ nhỏ hơn một chút xíu. Nhưng mà cả hai thì đều có logo của Santong ở đây nha các bạn ơi. Tiếp đó là sẽ có logo ở thanh điều khiển này. Đó, logo ở chân trống. Đó, ở yên xe, ở cốp xe. Nói chung là ở đâu cũng sẽ có rất là nhiều, thậm chí là ở hai bên này đúng không ạ? Phần nhựa của hai bên cũng đều có logo của Santong rất là nhiều. Thì đó chính là một đặc điểm để các bạn có thể nhận ra. Và xe Minh Đức thì luôn luôn phân phối và luôn luôn mang tới cho khách hàng những chiếc xe điện ba bánh của nhà máy Santong chuẩn và chính hãng nhất nha các bạn nhé. Với một thiết kế dáng nhỏ gọn như thế này thì chiếc xe M3 Santong này hoàn toàn có thể để chúng ta đi mỗi ngày, đi đón cháu, đi đón con, đi chợ đúng không ạ? Hoặc là đi dạo ở công viên bình thường. Đó, thì bởi vì là thiết kế rất là nhỏ gọn này, đi rất là nhẹ, lái xe cực kỳ là dễ dàng. Thì tôi thấy là hoàn toàn phù hợp với các chị, các cô, các bà. Nói chung là hội chị em phụ nữ tay lái yếu và phù hợp với những đi vào những con ngách nhỏ, ngõ nhỏ, đi chợ thường xuyên các bạn nhé. Nhìn nhỏ nhắn như vậy thôi nhưng mà chiếc xe này hoàn toàn có thể chở được hai người lớn nha các bạn nhé. Nhưng mà tuy nhiên thì có lẽ là ngồi hai người lớn sẽ hơi chật một chút xíu. Nếu là một người lớn và một bạn trẻ em chẳng hạn thì chắc là sẽ thoải mái hơn. Có thể thấy rằng là chiếc xe này thì rộng rãi và to hơn chiếc xe kia một chút đúng không nào? Ngay cả ở phần trần trên cao này, các bạn có thể thấy rằng là chiếc xe kia thì gần như là sát vào đầu luôn. Nhưng mà xe này rộng ra một khoảng rất là lớn, đó, thoải mái hơn. Hơn nữa là chiếc xe này có phần ghế cực kỳ rộng rãi, hai người ngồi thoải mái chứ không phải chen chúc nhau như chiếc xe nhỏ kia. Và đặc biệt là tôi cảm thấy là ngồi đằng sau có ghế tựa này, cực kỳ thích luôn. Mình đi một đoạn đường dài cũng không cảm thấy mỏi lưng đúng không ạ? Và với mức giá là 25 triệu 500 ngàn đồng, bao gồm miễn phí trên toàn quốc này, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và có rèm che mưa miễn phí cho các bạn luôn. Thì đây chắc chắn là một cái mức giá cực kỳ là hợp lý rồi. Hãy cùng liên hệ ngay với chúng tôi để có thể tham khảo thêm thật là nhiều những mẫu mã xe điện khác nữa nha các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!